또 암호를 정해야겠다. 포도 포도 포도? 아니 너무 대낮이고 야외. 부끄럽구나. trong 17 giây trailer vừa được hé lộ, có vẻ như ông chủ Dae-hoon đã tỏ tình thành công với Seth Moon. Cuối cùng sau nhiều lần thả thính thì Dae-hoon đã đổ gục trước sự lương thiện và nhiệt tình của Seth Moon. Dae-hoon không nghĩ duyên của cả hai là tình cờ mà nó chắc chắn là định mệnh. Đã như thế thì phải nắm chặt định mệnh đó trong tay. Chuyện tình đơn phương nhiều năm của Seth Moon cuối cùng cũng có kết quả viên mãn. Tuy nhiên, cả hai đã quyết định hẹn hò bí mật. Trong phân cảnh được hé lộ, cặp đôi còn dùng mật khẩu với nhau để giấu gia đình. Thậm chí, hai người còn có buổi hẹn hò riêng và Seth Moon còn chủ động hôn Dae-hoon. Còn Junju, sau khi biết sự thật, chuyện Dae-hoon từng nghỉ việc ở trụ sở để nhận lỗi cho mình khiến cô vô cùng cảm kích. Cô cảm thấy Dae-hoon rất tốt bụng và tuyệt vời nên đã tìm cách quay lại với anh chàng. Để giữ an toàn cho công việc của Dae-hoon, Junju uy hiếp mẹ mình không được giở trò, nếu không cô sẽ trở mặt mẹ con. Dù thế không bị áp lực từ gia đình cô, thì Dae-hoon vẫn phải đối mặt với sự khó khăn đến từ Junju. Để thuyết phục Dae-hoon chuyển quyền điều hành cửa hàng tiện lợi cho người khác để anh chuyên tâm vào công việc quản lý, Junju đã ra sức thuyết phục mẹ anh chàng và Seth Moon trước bởi cô biết Dae-hoon sẽ rất khó nhận lời. Việc can thiệp quá sâu vào mong muốn của bản thân khiến cho Dae-hoon bất đồng quan điểm với Junju. Anh không còn là bạn trai của cô và vì thế không cần cô phải nhọc lòng suy tính các bước thành công. Để không ai cản bước phát triển của Dae-hoon, Junju còn bắt đầu lập kế hoạch cho người gây sức ép đến Seth Moon nghỉ việc. Chỉ khi cô chịu rời đi, Dae-hoon mới chuyên tâm vào công việc quản lý ở công ty. Cuối trailer hé lộ phân cảnh Junju được lòng mẹ Dae-hoon, thậm chí bà còn khen cô chu đáo và muốn tác hợp hai người quay lại. Tuy nhiên có vẻ như Dae-hoon đã rất tức giận, không biết anh chàng sẽ xử lý chuyện này như thế nào. Hãy cùng đón xem tập mới nhất nhé! Bên cạnh đó, bạn cũ của bố mẹ Dae-hoon đã trở lại Hàn Quốc và đến tận cửa hàng tiện lợi để gặp họ. Như được hé lộ ở những tập trước, Hong Sang-mi là một ca sĩ gần như là người tình trong mộng của bố Dae-hoon ngày đêm mong nhớ. Và nhân vật này cũng từng là bạn thân của mẹ Dae-hoon, nhưng không hiểu vì sao mà họ không gặp lại nhau nữa. Hãy cùng đón xem những tình tiết mới nhất tại hai tập cuối của cửa hàng tiện lợi Seth Moon được phát sóng vào thứ 6 và thứ 7 tuần sau nhé. Chúng mình là Hồng Phim, các bạn đừng quên like cũng như subscribe kênh và đừng quên nhấn vào biểu tượng cái chuông bên dưới để được nhận thông báo mỗi khi chúng mình ra video mới nhất nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.